chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp lại tất cả quý khách hàng của thẩm mỹ viện Gan Nam trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khách đến tái khám mũi sau 3 tháng với dịch vụ là mũi FA 3D. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn. Xin chào em. Chào chị. Em có thể cho chị biết em tên gì được không? Em tên My. My làm mũi gì với anh? Dạ, online cấu trúc. Online cấu trúc. Cấu trúc hay là 3D? Là mũi bổ sung ha. Đúng rồi, dạ. Mày có thể cho chị được biết là lý do vì sao mà em lại mong muốn cải thiện cái dáng mũi của mình không? Tại vì mũi của em nhìn ngang đó là chụp nó không có góc. Nên em muốn chụp hơn để cải thiện. Xu hướng của giới trẻ bây giờ là có một cái góc nghiêng thần thánh đúng không? Và ai cũng mong muốn sở hữu nó. Thì không biết là cái quá trình mà đi tìm cái dáng mũi ưng ý của My á, nó như thế nào? My đã tìm hiểu nhiều nơi chưa? Dạ, em tìm hiểu nhiều nơi lắm rồi chị. Em có lên Sài Gòn tư vấn nữa, rồi có là các trang Nam Mỹ khác là nhắn tin tư vấn cho em á, nhưng mà em cũng chưa hài lòng. Vì cũng may là có cái cô hàng xóm gần nhà cổ làm tay thẩm mỹ viện của mình rồi á, xong rồi em thấy là đẹp nên em thích, em lại đây là em tư vấn rồi em làm luôn. Tư vấn làm luôn. Dạ. Thì đối với một cô gái trẻ thì rất là nhiều bạn muốn nâng mũi, nhưng mà người ta có rất là nhiều nỗi lo lắng, thì không biết là khi mà nâng mũi thì điều My lo sợ nhất là gì? Em sợ nó bị gợt, nó không được tự nhiên, không hoài hoài với khuôn mặt của mình đó chị. Có sợ đau không? Sợ. Thì em mới có thể kể cho mọi người chúng ta đang xem livestream này được biết là cái quá trình mà em bước vào phòng mổ thì nó như thế nào? Có đau sợ như em nghĩ trước đó hay không? Thì thật ra thì trước khi em nâng mũi, tâm lý của em là em sợ, rất là sợ đau. Xong rồi khi mà em được ủ tê xong vô phòng mổ thì em được chích thuốc tê nè, rồi được như là trong quá trình làm á là không có gì đau hết, chỉ là hơi ê ê cái phần chích thuốc tê thôi. Xong rồi khi trong quá trình làm á thì được các chị nắm tay rồi an ủi này kia. Và cái quá trình làm mũi của mình SLA 3D thì khoảng bao lâu? Tầm hơn một tiếng ngoài chị. Tầm hơn một tiếng. Khi mổ thì bao lâu? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại trước khi phẫu thuật của bạn My, và chúng ta cùng chào đón bác sĩ Dr. Bắc, là bác sĩ đến từ Hàn Quốc, là giáo sư của trường Đại học Y Catholic, cũng là giám đốc chuyên môn của thẩm mỹ viện Beauty Line tại Seoul, Hàn Quốc, và cũng là giám đốc tại thẩm mỹ viện của chúng tôi. Và chúng ta cùng chào đón thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh, sẽ cùng bác sĩ Bắc trò chuyện với chúng ta trong buổi live stream ngày hôm nay. Vâng, em xin được chào hai bác ạ. Today we help the customer see your back to check after treatment. Have rhinoplasty with the new catheter to cover the tip, and also we reduction the ulna. Today is 3 months. Can you? That is her picture before the surgery. Can you tell something about her her face before the surgery? Okay. Bác sĩ vừa mời bác sĩ phân tích về cái trường hợp cái khuôn mặt của khách hàng trước phẫu thuật. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái ý kiến của bác sĩ Bắc về cái khuôn mặt của vị khách hàng chúng ta, cái mụn của khách hàng chúng ta trước phẫu thuật. Okay, nice to meet you. I'm Dr. Park from Korea. Now I'm working in Gangho and Gangnam Clinic, Ho Chi Minh. Actually, this patient needs the rhinoplasty laser augmentation and ulna reduction. But in this case, we have used a more simple procedure using her own ear cartilage and the own using only implant and just coverage of the tip area, just because it's more important area and we have to cover with using our own the tissue, for example cartilage, just because in this area is very short of the
circulation. So anyway, it's very important. So, but this procedure is more simple, and we need only the small time. That's the advantageous point. Is very simple, and but the result is very good. But sometimes a little bit disadvantage of in comparison with other using the septal or ear cartilage. I mean the septal extension. We cannot fully septal extension of this using the simple procedure, the L-shaped implant and using covered with ear cartilage. But this is more very easy. Then easier than any other method, and it takes a little bit time. So, bác sĩ Park vừa phân tích về cái hình ảnh của bạn trước phẫu thuật, thì ở cái hình ảnh của bạn á, thì chúng ta thấy là cái sống mũi của khách hàng rất là thiếu, sống mũi rất là tẹt ha. Bên cạnh đó thì cái mũi hơi ngắn và hết góc độ nghiêng, góc độ thẳng này thì chúng ta thấy là cái đầu mũi của khách hàng thô to, cái đầu mũi thô to, và bên cạnh đó cái sống mũi rất là thấp, nó rất là bé và mờ nhạt, và bên cạnh đó thì cái cánh mũi của khách hàng là rộng, rất là rộng so với khuôn mặt. Thì trường hợp này chúng tôi đã thực hiện nâng mũi S-line 3D, tức là trường hợp mà nâng mũi bọc sụn, thì chúng tôi đưa cái vật liệu implant vào làm sống mũi cho bạn, và chỗ đầu mũi thì chúng tôi bọc bằng cái sụn tai. Thì bên cạnh đó thì gom cánh lại cho khách hàng, gom cánh mũi, làm hẹp cái cánh mũi lại cho khách hàng, thì sau đó khách hàng có cái mũi đẹp hơn. Giống như bác sĩ Park vừa phân tích đó, thì cái trường hợp mà nâng mũi bọc sụn này có một số cái ưu điểm là cái thời gian phẫu thuật nhanh, nó tầm khoảng 15 tới 20 phút, và bên cạnh đó nó dùng chúng ta dùng cái sụn tai bọc cái đầu mũi cho khách hàng, là cái vùng mà nó dễ lộ sống. Trên cái những cái trường hợp mà nâng mũi Hàn Quốc thông thường thì nó có tỷ lệ như vậy, thì khi chúng ta bọc cái sụn tai vô thì nó giúp bảo vệ cái đầu mũi của khách hàng. Bên cạnh đó thì làm thon gọn cái đầu mũi cho khách hàng, và đó là cái ưu thế của cái nâng mũi bọc sụn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với chiếc mũi mới sau 3 tháng của bạn My. Và quý khách hàng thân mến, trong suốt quá trình livestream, quý khách hàng có những mong muốn giải đáp những thắc mắc về phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể để lại comment hoặc là inbox trực tiếp vào fanpage của chúng tôi. Các bác sĩ sẽ trả lời cho chúng ta nha. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Dr. Park. Bác sẽ phân tích cho chúng ta chứ sự khác thay đổi khác biệt giữa chiếc mũi cũ và chiếc mũi mới của bạn My. Vâng, em xin mời bác ạ. Can you analyze the her face after the surgery? Basically, you can see the most of all the before the surgery and after surgery. Now, 3 months later, you can see the higher the dorsal area, and then the little bit longer than before. And of course, we already covered with this with the tip area using ear cartilage. So I think it's good. It's better than the before. And the most of all, it takes a very small time. It's very simple and more safe sometimes. And the patient only need the small time to recover. That's the good procedure for the nose the rhinoplasty. That's good. Okay. Khi mà nhìn cái hình ảnh của khách hàng sau phẫu thuật đó thì các bạn thấy là bây giờ sống của khách hàng đã cao hơn. Bên cạnh đó thì cái đầu mũi của khách hàng thon gọn hơn trước kia. Và cái cánh mũi đã được gom gọn lại ha. Bây giờ như chúng ta thấy là cái đầu mũi khách hàng thon gọn hơn. Lúc trước là cái đầu mũi rất là thô, và bây giờ là đã có sống thẳng đẹp rồi. Ở bên cạnh đó thì bây giờ cái cánh mũi của khách hàng được thu gọn lại và hoàn toàn không để lại sẹo gì, nhìn rất là cân đối với cái khuôn mặt của bạn.
Vâng ạ, chúng ta có thể nhìn kỹ ha, đó là một cái sự khác biệt rất là lớn. Và em có nhắn gửi gì đến ekip của Thẩm mỹ viện Lan Nam đã mang đến cho em một khuôn mặt rất là mới không? Em là xin cảm ơn ekip, cảm ơn Thẩm mỹ viện và các bác sĩ ở đây đã tạo cho em một khuôn mặt đẹp, một cái mũi hài hòa với khuôn mặt em bây giờ. Vâng ạ, nếu mà quý khách hàng của chúng ta đang xem livestream mà mong muốn sở hữu một góc nghiêng thần thánh, một cái mặt khuôn mặt đẹp không góc chết thì có thể là để lại inbox nè, hoặc là comment trực tiếp tại livestream của chúng tôi để các bác sĩ có thể tư vấn cho mình kỹ hơn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự có mặt của Dr. Bắc cũng như là thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh đã cho chúng ta những phân tích vô cùng bổ ích trong buổi livestream ngày hôm nay. Và một lần nữa cũng xin được giới thiệu đến tất cả quý khách hàng của chúng ta thì hiện tại thẩm mỹ viện của chúng tôi có rất nhiều những dáng mũi phù hợp khuôn mặt cũng như là điều kiện kinh tế của mỗi bạn, thì nếu mà chúng ta mong muốn thì có thể là đến trực tiếp tại địa chỉ F22 đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để bác sĩ Bắc của chúng ta và bác sĩ Minh của chúng ta có cơ hội được tư vấn cho các bạn. Một lần nữa xin chào tạm biệt mọi người ạ. Cảm ơn.